Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua bài tin chính trong ngày hôm nay. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU còn cách Matic Danic 10 triệu euro. Sergin Tacanip gây phần đỏ với cuộc thanh trừng lớn tại MU. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Nóng, MU nhắm 3 tiền vệ bên cạnh UGT. Nóng, MU nhắm 3 tiền vệ bên cạnh UGT. Theo xác nhận từ The Athletic, bên cạnh sự quan tâm dành cho Manuel Ugarte, hiện Manchester United còn nhắm đến ba tiền vệ khác. Nguồn tin trên cho biết, có sự quan tâm từ lâu đối với Adrian Rabiot, người đã trở thành cầu thủ tự do sau khi hết hợp đồng với Juventus vào tháng 6. Manchester United đã liên hệ với người đại diện của Rabiot về một động thái chuyển nhượng tiềm năng. Trong hai mùa hè trước, họ vẫn được liên kết với cầu thủ 29 tuổi vào mùa hè năm nay, nhưng không có gì tiến triển và khả năng chưa mộ tiền vệ này. Martin Zubimendi của Ryan Sociedad nằm trong danh sách lựa chọn của Man United cũng như Sofian Amrabat, người đã trải qua mùa giải trước theo dạng cho mượn ở Old Man United đã thông báo với Fiorentina rằng họ sẽ không kích hoạt tuổi chọn gia hạn mua đứt trị giá 20 triệu euro để ký hợp đồng dài hạn với Amrabat. Mặc dù họ vẫn quan tâm đến cầu thủ người Maroc và sẵn sàng thảo luận các điều khoản khác, vì Ten Hag rất ngưỡng mộ cầu thủ này. Mẫu còn cách Matic Janic 10 triệu euro. Matic Janic vẫn nằm trong tầm ngắm của Man United, đội rất muốn bổ sung thêm một trung vệ vào mùa hè này và theo tiết nọ từ Sports của Đức, Manchester United đã đề nghị mức giá 40 triệu euro cho trung vệ người Hàn An. nhưng hộp xám không chấp nhận bán người với giá 50 triệu euro cộng phụ phí cho Đài Ních. Một số báo cáo trước đó đã nói rằng quỷ đỏ không gặp khó khăn trong việc đạt thỏa thuận cá nhân với Đài Ních. thậm chí cầu thủ này được cho sẵn sàng giảm lương để chuyển tới Old Trafford. Trước đây, Đài Ních đã có thời gian làm việc với Ten Hag khi còn chơi cho Ajax, đó là một điểm cộng cho Man United trên bàn đàm phán. Trong khi đó, nhà báo Fabrizio Romano giải thích rằng Man United muốn đưa các điều khoản bổ sung như một phần trong cuộc đàm phán với Bayern Munich. Đây là lý do tại sao tình hình thương vụ vẫn còn bỏ ngỏ. Romano hé lộ về thương vụ này. Man United đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Matic Denis, nhưng việc bán cầu thủ rất quan trọng. Ở thời điểm hiện tại, họ sẽ không bao giờ đồng ý trả 50 triệu euro cho cầu ấy. Man United luôn muốn đưa các điều khoản bổ sung như một phần trong cuộc đàm phán với Bayern Munich và đây là lý do tại sao tình hình vẫn còn bỏ ngỏ. Họ không trả thẳng 50 triệu euro và muốn có một cấu trúc thanh toán hợp lý. Trong khi đó, Matic Denich đang đợi. Lenick đã phải vật lộn với chấn thương dai dẳng ở mùa giải trước khiến anh không thể cạnh tranh với Uba Upamecano và Kim Min Jae. Bayern Munich sẵn sàng bán kiện ngôi sao của Ajax vào mùa hè này nhưng chỉ với mức phí hợp lý, trong khi cầu thủ này được cho sẵn sàng giảm lương để chuyển tới Old Trafford. Sergio Tacanip gây phân nộ với cuộc thanh trừng lớn tại MU. Manchester United đang trải qua một cuộc cải tổ lớn do Sergio Takanip và đội ngũ điều hành bóng đá khi thông báo một khoảng phần tư nhân viên của câu lạc bộ sẽ bị sa thải. Trước chuyến du đấu tới Mỹ, tinh thần các nhân viên tại MU được cho bị nung nay khi hàng trăm người đã được thông báo công việc của họ đang bị đe dọa. tờ The Mirror đưa tin Sir Jim Ratcliffe, chủ sở hữu tối thiểu đội bóng, đã lên kế hoạch sa thải 250 nhân viên. Mục đích của cuộc thanh trừng này chính là để cắt giảm chi phí cho đội bóng và nhiều người đã tỏ ra phẫn nộ khi không thể cùng Man United tham gia chuyến du đấu vào phút chót. Chuyến du đấu lần này của Man United có khoảng 125 người, bao gồm cả các cầu thủ và ban huấn luyện ít hơn so với chuyến du đấu mùa hè năm ngoái cũng ở Mỹ. Những nhân viên có nguy cơ mất việc đã được thông báo qua cuộc họp cá nhân. Trong vài tuần tới, số lượng nhân viên sa so thải sẽ tăng lên khi các trường hợp mất việc được xác nhận. Đối mặt với cảnh thất nghiệp, nhiều nhân viên cảm thấy tức giận và tổn thương và bị đối xử tàn nhẫn sau nhiều năm cống hiến trung thành. Họ chỉ ra rằng, họ cho rằng việc lãng phí tiền bạc lớn nhất là do mua sắm cầu thủ kém hiệu quả trong thập kỷ qua chứ không phải do công việc mà họ đã làm một cách chăm chỉ. Trong 10 năm qua, Man Utd ước tính đã chi 1,1 tỷ bảng cho việc mua sắm cầu thủ, trong khi Real Madrid chỉ chi 200 triệu bảng. Dù vậy, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn rất thành công trong thời gian này, hoàn toàn tránh ngược với những gì Quỷ Đỏ đã làm được. Tháng trước, đội chủ sân Old Trafford đã thông báo sẽ cắt giảm 1 phần tư số lượng nhân viên từ tổng số 1.112 người như một phần kế hoạch lớn để giảm chi phí. Việc cắt giảm nhân viên là một phần trong nỗ lực tái cấu trúc nhằm mang tới sự bền vững cho đội bóng và dự kiến sẽ giúp tiết kiệm khoảng 10 triệu bảng trong tương lai. Việc cắt giảm nhân viên là một phần trong nỗ lực tái cấu trúc mang tới sự bền vững cho đội bóng và dự kiến sẽ giúp tiết kiệm khoảng 10 triệu bảng trong tương lai. Giám đốc bóng đá đây Brentford đã tiến hành một cuộc đánh giá toàn diện về câu lạc bộ kể từ khi giám đốc tập đoàn Ineos. Sergio Tacanip nắm quyền điều hành các hoạt động bóng đá. Cuộc đánh giá này kết luận rằng số lượng nhân viên hiện tại là quá cao và có thể tiết kiệm chi phí bằng cách cắt giảm các hoạt động không thiết yếu. Hiện tại, Man đã từ chối bình luận về kế hoạch sa thải này. MU sẵn sàng để McTominay rời đi với giá 25 triệu bảng. Dù thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị, tuy nhiên không thể phủ nhận việc Scott McTominay là một trong những cái tên gây ấn tượng nhất tại Manchester United ở trong mùa giải vừa qua. Anh ghi nhiều bàn thắng quan trọng giúp đội Đỏ giành chiến thắng Do vậy, bước vào kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, trong bối cảnh đội chủ sân Old Trafford đang thực hiện một cuộc cải tổ mạnh mẽ ở hàng tiền vệ, tương lai của tuyển thủ Scotland tại nhà hát của những giấc mơ trở nên mù mệt hơn bao giờ hết. Man United đã sẵn sàng để cầu thủ trưởng thành từ nó đào tạo Carrington rời câu lạc bộ vào mùa hè này. Theo Manchester Evening News, quỷ đỏ yêu cầu mức phí chuyển nhượng rơi vào khoảng 25 triệu bảng trong một năm hợp đồng của Cod McTominay. Fulham và Galatasaray là hai trong số nhiều đội bóng có muốn có sự phục vụ của tuyển thủ Scotland. Tuy nhiên, con số mà họ đặt lên bàn đàm phán chưa thể khiến ban lãnh đạo của Manchester United cảm thấy hài lòng. Josuiczy thật điên rồ. Trao đổi xoay quanh quyết định gia nhập Manchester United, Josuiczy chia sẻ: Tôi có rất nhiều niềm tin và cảm giác đẹp với động thái này. Đó không phải là một quyết định khó khăn. Ý tôi là, tôi yêu Borussia rất nhiều, nhưng Manchester United đã mang lại cho tôi một cảm giác rất, rất tuyệt vời. Tôi rất vui khi có mặt ở đây. Rõ ràng chuyển đến Manchester United là một điều gì đó rất tích cực. Tôi rất nóng lòng được bắt đầu và tiếp tục những gì mình đã làm ở một giải trước. Tôi hy vọng mình sẽ tiến bộ hơn mỗi ngày và làm tốt nhất có thể. Đây có lẽ là câu lạc bộ lớn nhất thế giới. Vì vậy, tôi rất nóng lòng được bắt đầu làm quen với mọi người, bắt đầu cuộc hành trình này. Tôi rất rất vui mừng. Tôi sắp có một kỳ nghỉ ngắn, cố gắng thư giãn một chút rồi quay lại Manchester và tiếp tục công việc. Hiển nhiên, Old Trafford là một sân vận động thật điên rồ. Tôi rất nóng lòng được, được chơi bóng ở nơi này. Tôi thực sự phấn khích và có động lực. Sốc mức giá trong bán vụ Ugate MU. Khi thương vụ Zoro ra mắt quỷ đỏ còn chưa hạ nhiệt, Manuel Ugate nhanh chóng đạt thỏa thuận cá nhân với đội bóng này. Theo ký giả Fabrizio Romano thông tin thêm, PSG sẵn sàng để Manuel Ugarte rời đi với điểm đến là Manchester United vì họ muốn có John Neves bằng mọi giá. Tuy nhiên, mức giá của Ugarte không hề rẻ, cụ thể theo Sky Sports xác nhận mức giá của cầu thủ 23 tuổi lên tới 70 triệu euro. PSG muốn kiếm lợi nhuận từ mức giá họ trả cho Ugarte vào mùa hè năm ngoái là 60 triệu euro. Đây thực sự là con số điên rồ khi biết rằng Ugarte thi đấu không quá thành công ở thủ đô Paris. Man chắc chắn phải đàm phán giảm giá bởi họ không chấp nhận con số này. Nguồn tin trên cũng khẳng định Man quyết tâm biến Ugarte thành bản hợp đồng thứ ba trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Mô u mộ Nenê bước tiến mới của quỷ đỏ. Mô vừa hoàn tất chiêu mộ ngôi sao trẻ Nenê Toto viên gạch quan trọng để xây dựng tương lai của nhiệm kỳ Sazim Tarkanip. Đầu tiên, chiến thắng của Mô có một cái tên được nhắc đến rất nhiều trong bóng đá thế giới trong những ngày qua, đặc biệt khi Mô u là nửa mộ mộ Zolushizhi và mới nhất là Nenê chính là Danaduot, tân giám đốc thể thao của Mô người được Sazim Tarkanip lựa chọn từ nhiều tháng trước ngay khi đã thỏa thuận mua lại 27,7% cổ phần của câu lạc bộ thông qua tập đoàn Ino đang làm việc rất hiệu quả đã lâu rồi người hâm mộ MU về phân khích như vậy chứng kiến sự nhanh nhạy và quyết đoán của đội bóng trên thị trường chuyển nhượng. Zidane và Roro đều là những cầu thủ trẻ triển vọng nhất của bóng đá châu Âu với rất nhiều đội bóng đang tìm cách nuôi kéo. Trong trường hợp của Roro, Real Madrid cũng thể hiện sự quan tâm từ nửa năm nay. Câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha cần thêm nhân sự mới để xoay tua với Eder Militao, Antonio Rudiger và David Alaba chưa thể thi đấu sau khi Nacho chia tay. MU đi nhanh hơn một bước trong việc thuyết phục Roro đến Old Trafford. tận nhiên điều này cũng nhờ Real Madrid phần nào do dự khi nên yêu cầu mức giá tối thiểu 50 triệu euro. Khi Real Madrid đắn đo dù ngân sách rất lớn nhờ việc chiêu mộ Kylian Mbappe miễn phí, mà U lập tức đáp ứng yêu cầu của Ninh. Ngoài 50 triệu trả ngay cho đại diện nước Pháp, còn có các điều khoản trả sau. Thương vụ Zoro phản ánh những gì Sir Jim hứa hẹn trong thời gian tới. Thương vụ Zoro phản ánh những gì Sir Jim hứa hẹn trong thời gian ông ra mắt cương vị người quản lý toàn bộ khía cạnh thể thao ở trung tâm Carrington, ký đồng với những cầu thủ trẻ chất lượng, xây dựng nền tảng cho các mục tiêu chung và dài hạn. Dan có ảnh hưởng lớn trong sự phát triển của bóng đá Anh hiện nay khi từng làm giám đốc phát triển yếu tố của nền bản bóng đá Anh, thể hiện qua sự phát triển của những ngôi sao trẻ cũng như tam sư hai lần liên tiếp ở chung kết Euro. Nhà quản lý bóng đá 53 tuổi cũng đứng sau sự phát triển của Brighton và Newcastle, những đội bóng có đối đá rất hấp dẫn ở ngoài Anh trong các mùa gần đây. Ở phía sau, giám đốc điều hành Omar Pereira chuyển từ đối thủ Man City có tầm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động chuyển nhượng của Man United. Hai kỳ vọng vào tương lai. Sự tiến bộ của Jojo rất ấn tượng. Mùa giải 2022-2023 ở độ tuổi 18, anh tham gia vào 768 phút giải bóng đá Pháp. Con số này tăng lên 2.672 phút ở mùa trước và 3.690 phút trên mọi mặt trận. Thật không bình thường khi có một cầu thủ 18 tuổi như Neymar Jojo với sự trưởng thành và phẩm chất kỹ thuật mà cậu ấy sở hữu. Paul Fonseca, huấn luyện viên vừa rời Ninh để huấn luyện Arsenal, nói về Jojo hồi tháng 11 năm ngoái. Fonseca đánh giá: "Với tôi, Jojo sẽ là một trong những trung vệ xuất sắc nhất bóng đá Pháp và có lẽ cả châu Âu." cậu ấy sở hữu nhiều phẩm chất để trở thành một cầu thủ tuyệt vời. Về phần mình, Thierry Henry đã đưa Jojo vào đội hình Olympic Pháp tham dự Thế vận hội Paris 2024 và sẽ thi đấu vào cuối tháng này. Dan dựa trên những đánh giá của Ino Sport thuộc tập đoàn Ino mà sơ đây Bradford làm giám đốc thể thao, công ty phân tích về hiệu suất và độ phù hợp của cầu thủ trước khi chuyển nhượng. Đánh giá của Ino Sport về Jojo tương tự như Transfermarkt, một trong những trang dữ liệu bóng đá lớn nhất thế giới. Transfermarkt nhận định Jojo cùng Cubimeno là hai cầu thủ sinh năm 2005 trị giá nhất thế giới hiện nay cùng với 50 triệu euro. Giá trị của Jojo được tính khi anh còn chưa có cơ hội khoác áo đội tuyển Pháp rồi rất xứng đáng, trong khi đó Mino cùng với đội tuyển Anh lọt vào chung kết Euro năm 2024. Điều này cho thấy tiềm năng của Jojo lớn lên như thế nào, hiệu suất chuyển bóng của anh ở giải bóng đá Pháp rất ấn tượng nên đến 92,1%. Mùa trước, National Martinez là trung vệ hay nhất của MU với tỷ lệ cao hơn 92,2% nhưng thời gian thi đấu chỉ tương đương 7,2 trận. Rodo chuyển dài có độ chính xác 64,2%, Nizhino Martinez là 63,4%, cùng với năm hai đường truyền về 1/3 cuối sân. Dữ liệu này cho thấy thể hiện khả năng chuyển trạng thái của anh. Thương vụ Rodo mang lại nhiều lạc quan cho MU. Tất nhiên, khả năng trưởng thành của anh và sự phát triển của quỷ đỏ vẫn còn phụ thuộc vào Erik Ten Hag người tạo ra nhiều tranh cãi trong hai mùa vừa qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!